Xin chào. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chuyên mục Tóm tắt cuộc đời streamer. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với anh chàng này, Hiếu LeBlanc, tên thật là Thạc Chí Hiếu, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1999. Hiếu sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người hay chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại riêng và những người biết anh qua mạng chung, chắc mọi người không còn xa lạ với cái tên này rồi đúng không ạ? Hiếu là một streamer có tiếng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Nhà Hiếu có 4 anh chị em, Hiếu là người con thứ 4, nhưng cũng như bao người khác cũng đam mê game. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Hiếu đã quyết định từ bỏ việc học kể từ khi lên lớp 12 để phụ bố mẹ kiếm tiền. Hiếu cũng đã từng là học sinh giỏi của lớp, nhưng cũng chỉ vì quá mê game. Để đến lúc trong lớp Hiếu là người học kém nhất lớp, Hiếu đã từng trốn học đi chơi net. Có lần đã nhân cơ hội khi mẹ ra ngoài chợ làm việc, do không có tiền đi chơi net nên anh đã nhân cơ hội ngàn vàng đó mở tủ lấy tiền của mẹ đi chơi net. Chắc chắn là Hiếu biết điều đó xấu nhưng cũng chỉ vì quá mê game nên đã làm liều. Câu chuyện đấy cũng sẽ không thể qua được mắt mẹ Hiếu. Khi mẹ Hiếu về không thấy Hiếu đâu và đã kiểm tra tiền của mình thì đã thấy thiếu. Mẹ Hiếu không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chạy thẳng một mạch đi tìm Hiếu về để nói chuyện. Khi mẹ Hiếu đi tìm thì đã thấy đang ngồi chơi net ở quán điện tử. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Hiếu đã bị mẹ lôi cổ về hỏi tội. Khi về nhà mẹ đã chuẩn bị cho Hiếu một món quà riêng. Chính là những cái roi và những cái cán chổi. Để đến tận bây giờ Hiếu cũng chưa từng quên. Khi biết suy nghĩ hơn vì đã thấy mẹ cực khổ để làm kiếm tiền nuôi mình ăn học. Nên đó cũng là lần đầu mà cũng là lần cuối Hiếu trộm tiền của mẹ. Hiếu đã tự tìm công việc cho riêng mình để kiếm tiền chơi net. Hiếu cũng còn rất trẻ nên cũng không có đi xin được gì làm cả. Nên Hiếu đã tự tạo cho mình một công việc mà không cần đầu tư một cái gì cả. Đó là việc nhặt ve chai. Mỗi lần anh đi bán cũng chẳng được nhiều mà chỉ được 1-2 nghìn để chơi net. Hồi đó khá là kẹt tiền nên Hiếu đã tìm một công việc khác, đó là đi cầm đuốc cho đám ma. Mỗi lần đi như vậy được 20 nghìn để chơi điện tử. Cũng như bao nhiêu ngày bình thường Hiếu đi chơi điện tử, đã thấy mọi người like Liên Minh Huyền Thoại. Tối hôm đấy anh về đã nằm suy nghĩ rất nhiều. Tại sao người ta cũng bằng tuổi mình, mà người ta like nói chuyện cũng như mình, chơi game cũng như mình mà người ta làm được, tại sao mình lại không làm được? Chính vì có ý chí quyết tâm để thử sức của mình. Sáng hôm sau Hiếu chạy ra quán net rất sớm để thử sức làm việc của mình xem nó đến đâu. Khi Hiếu ra quán chỉ có duy nhất một mình một quán. Hiếu vào chào mọi người mà khiến cho bà chủ quán net phải đứng nhìn lại xem là Hiếu đang chào ai. Ban đầu, anh livestream trên kênh Talk TV, rồi anh chuyển qua live trên Garena Live. Dần dần, anh chuyển qua live trên kênh YouTube và Facebook. Đúng về cơ duyên đó đã giúp Hiếu đến được ngày hôm nay. Dần sau 4 đến 5 tháng anh gây dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc. Sau khi nhìn thấy những tiềm năng của Hiếu, một công ty tên Box Studio đã liên lạc chiêu mộ Hiếu về để đầu quân cho công ty, để anh có thể được phát triển hơn. Hiếu cũng có rất nhiều tài năng và có khiếu ăn nói rất cuốn hút người xem. Mỗi lần Hiếu lên live đều cho mọi người thấy được những sự nỗ lực và sự tích cực của mình. Hiếu cũng đã cố gắng rất nhiều để cho mọi người xem cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Có ngày anh đã live 12 tiếng trong một ngày. Chính vì những sự nỗ lực rất nhiều và live không mệt nghỉ của mình. Thậm chí có những lúc Hiếu còn bị ngất xỉu vì quá mệt khi được đưa đi bệnh viện khám. Cũng khá là may vì anh không bị gì quá nặng mà chỉ bị thiếu chất. Dần đã giảm thời gian live xuống để có thể giữ được cho mình sức khỏe tốt nhất. Để có sức khỏe ổn định mang tới tiếng cười cho mọi người. Hầu hết những người xem live của Hiếu đều cảm thấy rất thoải mái. Vì Hiếu có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của mọi người trên live đề ra. Anh cảm thấy tất cả những nỗ lực mà đề ra hầu hết đã được đền đáp lại một cách xứng đáng. Biết là gia đình của mình cũng rất là cực thế nên Hiếu đã quyết tâm vươn lên để có thể giúp cho bố mẹ bớt nhọc bớt suy nghĩ về Hiếu. Năm 2018, Hiếu đạt thành tích người chơi xuất sắc nhất thế giới của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi nổi tiếng, anh còn trở thành đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng đình đám. Tuy hiện tại anh đã có mức lương thu nhập ổn định, có thể báo hiếu cho bố mẹ nhưng Hiếu vẫn luôn áy náy với những gì mình đã làm trước kia. Hiếu đã chính tay mình viết ra một lá thư để xin lỗi bố mẹ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ trong lòng mà không dám nói ra. Đó cũng là những sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Để đến bây giờ Hiếu cũng đã có tiền chi trả hết tất cả mọi thứ mà về việc gia đình. Đến tận bây giờ Hiếu đã nói, nếu có thể được quay lại sẽ không làm nghề streamer này nữa, mà chăm chỉ học tập để làm luật sư. Nhưng sự lựa chọn này nó cũng không phải sai. Giờ anh đã có một nguồn thu nhập ổn định để có thể giúp đỡ được cho bố mẹ đền đáp lại những tháng ngày mà bố mẹ phải cực khổ. Ngoài ra,
anh còn xây dựng cho mình một kênh chuyên phân tích game có tên là Hiếu Balen. Kênh này cũng thu hút hàng trăm nghìn khán giả theo dõi, đặc biệt là các game thủ. Fanpage của anh cũng thu hút khoảng 1,4 triệu khán giả theo dõi. Riêng kênh TikTok của anh cũng có khoảng 112,3 m lượt thích. Một con số mà đáng để nhiều người mong ước. Chúc Hiếu luôn thành công với con đường của mình đã chọn. Ngày càng xây dựng được nhiều thành tựu lớn hơn. Mọi người xem video nhớ like, đăng ký để nhận những video mới hơn. Cảm ơn mọi người.